Chào mừng các em trở lại với kênh YouTube của thầy Lê Minh Đức GSP. Lời đầu tiên, thầy chúc các em gặp nhiều may mắn, sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống và trong học tập. Đây là kênh dạy học miễn phí hỗ trợ các em học giỏi môn toán từ lớp 6 đến lớp 12. Các em nhớ đăng ký kênh và bấm chuông để nhận được những bài giảng mới nhất của thầy. Hôm nay, thầy tiếp tục sửa bài tập của bài số 8, phép chia hai lũy thừa cùng cơ số. Bây giờ, chúng ta vào sửa bài tập. Bài 67, trang 30 sách giáo khoa, viết kết quả các phép tính sau dưới dạng một lũy thừa. Chúng ta có 3 phép tính, đó là 3 phép tính chia, 2 lũy thừa cùng cơ số. Muốn chia 2 lũy thừa cùng cơ số, thì các em giữ nguyên cơ số và số mũ thì bằng hiệu các số mũ của số bị chia và số chia. Chúng ta viết lại cơ số 3 bằng 3 mũ 8 trừ 4 bằng 3 mũ 4. Câu B, 10 mũ 8 chia cho 10 mũ 2 cùng cơ số 10, kết quả bằng, viết lại cơ số 10, số mũ 8 trừ 2 bằng 10 mũ 6. Câu C, A mũ 6 chia cho A, A cái em biết là bằng A mũ 1, do đó ta viết lại bằng A mũ 6 chia cho A mũ 1. Phép chia hai lũy thừa cùng cơ số A, các em viết lại cơ số A, số mũ bằng 6 trừ 1 bằng A mũ 5. Tiếp tục chúng ta giải bài 70 trang 30, viết các số sau dưới dạng tổng các lũy thừa của 10. Trước hết chúng ta viết số 987, ta viết trong hệ số thập phân như sau. Chữ số hàng trăm là 9, thì các em nhân với 100, cộng với chữ số hàng chục là 8, thì các em nhân với 10, cộng với chữ số hàng đơn vị là số 7. Để viết số này dưới dạng tổng các lũy thừa của 10 thì các em chỉ viết 100 thì bằng 10 bình phương, 10 thì dĩ nhiên bằng 10 mũ 1, và đặc biệt 7 nhân với 1 tức là nhân với 10 mũ 0. Thì ta viết lại như sau: bằng 9 nhân với 10 bình phương cộng với 8 nhân với 10 cộng với 7 nhân với 10 mũ 0. 10 mũ 0 theo quy ước là bằng 1. Như vậy thì các em đã viết được số 987 về dạng tổng các lũy thừa của 10. Bây giờ để giải nhanh thì thầy không viết ở lại dòng đầu tiên nữa, mà thầy viết trực tiếp chữ số hàng nghìn là số 2. Sau số 2 có 3 chữ số thì các em nhân với 10 mũ 3. Sau đó các em giảm dần số mũ từ mũ 3, mũ 2, mũ 1 cho đến mũ 0. Cộng với 5 nhân với 10 bình phương cộng với 6 nhân với 10, cuối cùng là cộng với 4 nhân với 10 mũ 0. Sang câu C, A là chữ số hàng chục nghìn, do đó mình viết A nhân với 10 mũ 4 cộng với B nhân với 10 mũ 3 cộng với C nhân 10 bình phương cộng với D nhân với 10
cuối cùng cộng với e nhân với 10 mũ 0. Như vậy chúng ta đã viết các số về dưới dạng tổng các lũy thừa của 10 là như vậy. Bây giờ thầy tiếp tục sửa sang bài tập 72, trang 31. Bài 72 trang 31 sách giáo khoa, số chính phương là số bằng bình phương của số tự nhiên. Các em hiểu số chính phương là số bằng bình phương của một số tự nhiên. Chẳng hạn như số 0 bình phương lên thì bằng 0, về số 0 này là số chính phương. 1 bình phương thì bằng 1, về số 1 là số chính phương. 2 bình phương bằng 4 thì số 4 là số chính phương, vân vân. Mỗi tổng sau có phải là số chính phương không? Có nghĩa là các em phải đi tính tổng này, và mỗi tổng này có phải là bình phương của số tự nhiên không? Nếu bằng thì đó là số chính phương, không bằng thì không phải là số chính phương. Bây giờ chúng ta viết tổng thứ nhất. Tổng thứ nhất 1 mũ 3 cộng 2 mũ 3 thì bằng 1 mũ 3 luôn luôn bằng 1, cộng với 2 mũ 3 là cộng với 8 bằng 9. Các em thấy 9 là bằng 3 bình phương. Do đó tổng 1 mũ 3 cộng 2 mũ 3 là số chính phương. Vậy 1 mũ 3 cộng 2 mũ 3 là số chính phương. Tổng thứ hai là 1 mũ 3 cộng 2 mũ 3 cộng 3 mũ 3. Chúng ta tính bằng 1 mũ 3 1 cộng tiếp 2 mũ 3 là 8, cộng tiếp 3 mũ 3 là 27. 27 cộng với 9 bằng 36. 36 thì bằng 6 bình phương. Vậy tổng này bằng bình phương của 6 là số tự nhiên, do đó nó là số chính phương. Vậy 1 mũ 3 cộng 2 mũ 3 cộng 3 mũ 3 là số chính phương. Câu C, tổng 1 mũ 3 cộng 2 mũ 3 cộng 3 mũ 3 cộng 4 mũ 3. Bây giờ chúng ta tính tổng này. 1 mũ 3 thì bằng 1, cộng tiếp 2 mũ 3 là cộng với 8, cộng tiếp 3 mũ 3 là bằng 27. Cộng tiếp 4 mũ 3 là 64. 64 mà cộng với 36 là bằng 100. 100 thì bằng 10 bình phương. Vậy tổng này bằng bình phương của số tự nhiên là số 10, cho nên nó là số chính phương. Vậy 1 mũ 3 cộng 2 mũ 3 cộng 3 mũ 3 cộng 4 mũ 3 là số chính phương. Như vậy chúng ta đã sửa xong hai bài tập của sách giáo khoa. Tiếp tục thì sửa các bài tập ra thêm như sau. Bài tập ra thêm đó là thực hiện 4 phép tính sau. Kém nhìn vào các phép tính có nhân chia thì các em thực hiện từ trái sang phải, mà nếu có thêm ngoặc đơn thì các em thực hiện các phép tính trong ngoặc đơn trước. Câu thứ nhất, 5 mũ 3 nhân 5 bình phương đóng trong ngoặc đơn là các em phải thực hiện trong ngoặc đơn này trước, sau đó tiếp tục các em thực hiện phép chia cho 5. Bây giờ thầy viết như sau. Bằng
5 mũ 3 nhân với 5 bình phương theo quy tắc nhân hai lũy thừa cùng cơ số, thì chúng ta viết lại cơ số 5 số mũ bằng tổng các số mũ 3 cộng với 2 bằng 5. Sau đó các em tiếp tục chia cho 5. Chia cho 5 là 5 mũ 1. Áp dụng tính chất chia hai lũy thừa cùng cơ số 5, các em viết lại cơ số 5 số mũ bằng 5 trừ cho 1 bằng 4. 5 mũ 4 bằng 625. Chúng ta viết đáp số 625. Câu B. 3 mũ 9 chia cho tích của 3 mũ 3 nhân với 3 mũ 4 nằm trong ngoặc đơn. Do đó các em thực hiện phép tính trong ngoặc đơn trước. Vậy kết quả bằng 3 mũ 9 các em viết lại chia cho phép tính trong ngoặc đơn là nhân hai lũy thừa cùng cơ số 3 thì sẽ bằng 3 với số mũ 3 cộng với 4 là 7. Tiếp tục chia hai lũy thừa cùng cơ số 3, viết lại cơ số 3 số mũ bằng 9 trừ cho 7 bằng 2 và kết quả bằng 9. Đáp số bằng 9. Sang câu C. Chúng ta thực hiện phép tính trong ngoặc đơn trước bằng 12 mũ 6 chia cho 12 mũ 4, cơ số là 12, viết lại là 12 mũ 6 trừ 4 là bằng 2. Tiếp tục chia cho 12 mũ 2 bằng 12 mũ 2 chia cho 12 mũ 2 thì viết lại cơ số là 12, số mũ là 2 trừ 2 bằng 0. Kết quả bằng 1. Viết như thế này là viết theo quy ước. Các em không viết qua 12 mũ 0 mà các em viết bằng 1 cũng được, bởi vì số bị chia bằng số chia. Bây giờ sang câu D. Các em thấy trong phép tính này không có ngoặc đơn mà chỉ có phép chia và phép nhân. Do đó các em thực hiện từ trái sang phải. Bằng thầy thực hiện phép tính 2 mũ 10 chia cho 2 mũ 7 sẽ bằng 2 mũ 10 trừ 7. Thầy viết như thế này để các em phân biệt thực hiện phép tính trước. Rồi tiếp tục các em nhân với 2 mũ 2. Như vậy là nhìn vào phép tính này là các em thấy là phép tính đầu tiên chúng ta thực hiện trước. Tiếp tục bằng 2 mũ 3 nhân với 2 mũ 2 bằng tích hai lũy thừa cùng cơ số 2, viết lại 2 số mũ bằng 3 cộng với 2 là 5. 2 mũ 5 bằng 32. Ta viết lại đáp số. Như vậy, qua bài tập của bài số 8, chúng ta luyện tập cơ bản nhất đó là phép chia hai lũy thừa cùng cơ số. Các em viết lại cơ số và số mũ thì bằng hiệu của các số mũ. Và thầy cũng đã giới thiệu cho các em cái khái niệm thế nào là một số chính phương. Và trong bài tập ra thêm, chúng ta đã luyện tập các phép tính phối hợp nhân và chia các lũy thừa cùng cơ số. Như vậy bài học đã kết thúc.
Các em nhớ đăng ký kênh và bấm chuông để nhận được các bài giảng mới nhất của thầy. YouTube Lê Minh Đức CSP. Thầy cảm ơn các em đã theo dõi bài học này. Hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chào tạm biệt các em.